Hello, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em lại quay lại với video tiếp theo của mình. Và hôm nay không có gió và mình sẽ review cho anh em xem tất cả các loại sáo và tiếng âm của nó nhé. Ở đây thì hiện tại bây giờ đang mình đang có khoảng 6 bộ. 6 bộ đang bày ở đây và một số bộ đang ở trong nhà. Đây, có một số bộ đang trong này chưa tháo được này. Mấy cái bộ này còn chưa tháo được này. Bây giờ hiện tại giờ thì thôi mình cứ quay cho các bạn xem mấy bộ ở kia trước nhá. Đấy, còn bộ này nữa, vác lốt ra. Vác lốt ra. Đây, cho nó đủ bộ. Đấy. Đây, anh em nhìn chưa? Có người này sáo đây này. Và bây giờ mình sẽ gọi thêm người ra đây để nghe từng tiếng âm sáo và giới thiệu cho các bạn từng loại âm một nhá. Bây giờ ra đây. Lần đầu tiên đây, bây giờ nghe từ bộ bé đến bộ to trước nhá. Lấy bộ nào bé nhất đi, xong rồi từ bé đến to trước đi. Đây, cho ra bộ bé trước đi, xong nghe là đây là còi đúng không? Ồ, em phẩy đi, phẩy cho mọi người nghe nào. Thôi cầm như này. Cầm như này đi, ở đấy. Đấy, còi, đây là còi nhá. Đấy, sửa lại chưa? Ủa, bộ còi này. Ok, để ở đây đã. Tiếp đến xem bộ này gì. Đấy, vẫn còi này. Phẩy. Đây, cầm này nghe vẻ nó kêu không to nhỉ? Đây, em cầm đấy, cầm đấy. Đấy. Đấy, tiếng còi ấy. Ok, và tiếp tục đến bộ này đi. Vẫn còi. Tiếp tục bộ còi tiếp. Đấy. Còi nhưng mà các tiếng của nó cũng hơi có sự khác biệt đấy, chứ không phải là bộ nào nó cũng giống tiếng nhau đâu. Và tiếp theo đi cho bộ này đi. Bộ này nó chưa biết là âm gì. Phải nghe tiếng xong rồi quay đi xem nào. Kè thứ kia, nặng à? Nó kiểu nó to, không cần phải hết. Tiếng này tiếng gì? Nó pha pha, nó không pha. Không rõ được âm nhỉ? Cái bồn cũng vậy. Ờ. Bồn em còn chưa đóng. Chưa đóng à? Này vẫn còi. Ừ. Còi mập. Còi này còi to à? 7 năm. Còi to. Các bạn nhìn này. Đấy, tiếp. To nhất. Bộ to nhất đi. Bộ to nhất là bộ hòa âm này. Nên bộ này chắc đích thì đã vẩy được. Hôm trước vẩy thử bộ này rồi nhưng không có vẩy đâu. Ủa sổ nhé. Không sổ. Nên còn cái bộ này thì hình như là chưa đóng. Chưa đóng vẩy ngang xem được. Cũng hòa đàn đây. Đây vẩy. Đây sao. Em cầm này cũng vẩy. Cầm được. Vẫn vẩy được. Mỗi một âm nó có một cái, kể cả còi đấy, nhưng mà mỗi một bộ nó có một tiếng nó cũng khác, nên nó không giống nhau được các bạn nhé. Đấy. Ôi, video hôm nay nói chung là có người này bộ thôi, đem quay cho các bạn xem thôi. Chứ còn hôm nay không có gió để làm video thả diều cho các bạn. Ở nhà cũng chả có gì ngoài sáo cả. Đây, mấy anh em chơi ở đây thì đa số là gọi là đây là bộ của người chơi thôi, không bán đâu. Còn nếu mà anh em nào có nhu cầu đặt sáo, đặt riêng các thứ thì chắc là cũng phải liên hệ riêng thôi, chứ còn những cái bộ hiện tại ở đây là đều của anh em chơi hết rồi. Đấy, của anh em trong hội đấy. Chiều nay nếu mà có gió to thì sẽ đem con này đi thả cho các bạn xem này. Ơ nhá, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Nếu mà thấy video hay hãy đừng tiếc một like và một đăng ký kênh cho video của mình nhé. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.